Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại cây đa Tân Trào thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang. Tại cây đa Tân Trào thì chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945 thì một đơn vị giải phóng quân Việt Nam do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã làm lễ xuất quân và tiến sang giải phóng Thái Nguyên và sau đó tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Và bây giờ tôi sẽ đưa quý vị vào bên trong của cây đa Tân Trào để chúng ta cùng tìm hiểu về cây đa Tân Trào. Chúng ta hãy cùng vào trong đi. Trước đây thì người dân địa phương ở Tân Trào của Tuyên Quang thì vẫn thường trêu nhau rằng cây đa ở bên phía kia đó là cây đa ông, còn cây đa ở bên phía trong này quý vị ạ, đây chính là cây đa bà quý vị ạ. Nhưng rất là đáng tiếc bởi vì là vào năm 1992 thì một phần của cây đa ông ở bên phía ngoài kia đã bị gãy một phần. Và sau đó thì ban quản lý của khu di tích lịch sử Tân Trào họ đã trồng thêm một số cây nhỏ ở bên phía ngoài. Còn cây đa bà ở phía bên trong này thì năm 2008 Viện Khoa học Nông nghiệp họ có nghiên cứu và cho rằng cây đa Tân Trào này thì có tuổi đời là trên 300 năm rồi quý vị ạ. Và tổng số rễ của cây đa Tân Trào thì có tất cả là 63 cái rễ. Nhưng mà rất là đáng tiếc bởi vì những cái rễ này nó không có khả năng hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây nữa. Như các bạn có thể thấy ở đây thì hiện nay thì toàn bộ cái phần thân và cái phần rễ của cây đa Tân Trào này đã bị khô và không có khả năng hút chất dinh dưỡng nữa. Và ban quản lý họ đã bọc ở bên ngoài một cái lớp nhựa tổng hợp, đó là nhựa tổng hợp composite quý vị ạ. Chứ cứ để ở ngoài tự nhiên qua mưa qua nắng thì nó sẽ bị mục hết. Đây như kiểu cái thang để trèo lên đấy nhỉ. Đây là một cái thang để trèo lên đấy quý vị ạ. Ở xung quanh của cây đa Tân Trào này thì hiện nay thì ban quản lý đã trồng thêm tất cả xung quanh, đó là có 6 cây đa nhỏ xung quanh quý vị ạ. Và 6 cây đa nhỏ này thì nó có mang hai ý nghĩa quý vị ạ. Ý nghĩa đầu tiên đó là 6 cây đa này thì nó tượng trưng cho 6 năm Bác Hồ kính yêu của chúng ta sống và làm việc tại Tân Trào. Và ý nghĩa thứ hai là 6 cây đa này nó tượng trưng cho 6 tỉnh Việt Bắc của chúng ta, đó là Cao Bắc Lạng, Thái Thiên Hà,